Xin chào tất cả anh em, chúc anh em người khỏe, máy khỏe. Thưa anh em, rất vui được gặp anh em vào 8:30 tối thứ năm hàng tuần. Và hôm nay thì mình có thay đổi vị trí một tí. Hôm nay đang ở một nơi rất là xa, một nơi rất là quen thuộc, xa nhưng thân thuộc với anh em. Và thưa anh em là máy cày của chúng ta ấy, tất cả anh em sử dụng máy cày, chúng ta đều biết là máy cày nào thì cũng có cái cồn, mà gần như đa số là cồn khô. Và kể cả là máy cày mà có cồn nhớt ấy, thì cũng là có cồn khô, bởi vì là bất cứ một cái hãng nào người ta cũng chế máy cày, người ta cũng sẽ làm cái cồn khô. Và chính vì thế nên là cái cồn khô nó rất có nhiều khả năng làm dính cồn, rất dễ bị dính cồn ở cái cồn khô ấy. Vậy thì đầu tiên ở video này mình xin phép vài phút để nói chia sẻ cho anh em cách làm sao để không bị dính côn. Là đầu tiên, dính cái côn tức là cái ly hợp mà nó dính vào nhau, dính vào nhau này, và chúng ta đạp côn. Nhiều anh em chưa bị cái lỗi này thì mình giải thích kỹ hơn, đó là khi mà chúng ta để quá lâu, để lưu kho quá lâu, hoặc là để ở trong kho trong nhà quá lâu chờ thời vụ ấy, mà chúng ta không biết đường để chúng ta đạp cái chân côn xuống để cho nó tách cái côn ra, mà cứ để cho nó mãi nó áp sát nhau thế này, giống như hai cái miếng gương ấy, hai cái miếng kính ấy, hai miếng gương nó cứ dính vào nhau này, nó sẽ dính cứng lại và chúng ta đạp nó không tách ra được, nó không tách ra thế này được, thì lúc đó chúng ta không vào số được. Nó nổ máy là không vào số được, hoặc là vào số nổ máy là chạy luôn, bởi vì lúc đó đạp côn không còn tác dụng nữa. Thế nghe là đạp côn không còn tác dụng nữa. Chính vì thế nên là làm sao để không bị dính côn thì rất là dễ thôi, cực kỳ dễ. Thứ nhất là chúng ta phải xả nước bọng côn liên tục, xả nước bọng côn, cứ bọng côn khô nào thì nó cũng sẽ có một cái con ốc xả nước ở dưới đáy. Đó là thứ nhất. Thứ hai là sau khi làm về, đi làm về, chỉ cần để qua đêm, nhiều người để qua đêm mai nó cũng đã dính côn rồi, bởi vì nó trong đó nhiều nước và cái chất bôi trơn cũng như là chất nhầy, mọi thứ đó, chất bẩn nó sẽ dính lại. Rồi thứ hai là sau khi đi làm về thì chúng ta đạp chân côn xuống và cài nó lại. Đó, đạp côn xuống và cài nó lại. Bất cứ một cái hãng nào người ta cũng sẽ có thiết kế một cái móc khóa để cài côn, giữ cái chân côn ở cái vị trí là ấn côn cho nó tách ra thế này, giữa vị trí đạp côn và anh em đừng bao giờ sợ là đạp côn nó sẽ mỏi lò xo, nó sẽ hỏng lò xo côn, không hề có chuyện đó. Cái lò xo người ta đã thiết kế nó trong một cái phạm vi đàn hồi cho phép rồi, không thể hỏng được, cũng không thể mỏi được. Đấy, mỏi nó chỉ là mang tính là thời gian, ví dụ như là mấy chục năm hoặc là năm 10, 15 năm gì đó, máy móc nó bắt đầu, những cái lò xo mọi người cứ thấy nó dùng hàng trăm năm nó vẫn đàn hồi bình thường. Đấy, tất nhiên là trăm năm thì nó lâu quá, nhưng mà mình nói thế cho anh em dễ hiểu là nhiều khi nhiều anh em sợ là nó mỏi lò xo nên là không dám đặt chân côn để giữ nó lại. Nếu như máy nào không có cái móc cài chân côn ấy, chúng ta lấy một cái, chúng ta đặt xuống, chúng ta lấy cái que, chúng ta chèn nó lại thế này, chèn nó lại để làm sao cho cái côn khi mà để qua đêm nó tách ra thế này, là không bao giờ chúng ta gặp phải cái lỗi là dính côn. Đó là thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với anh em, và hy vọng rằng anh em, những anh người anh em mà xem video này thì sẽ không bị lỗi dính côn nữa. Còn những người anh em nào mà không may bị lỗi dính côn thì mình xin phép chia sẻ thế này: không may lỗi dính côn, chúng ta mở những con ốc bên hông của cái mặt côn ra, chúng ta lấy tu vít nhỏ mỏng, chúng ta nảy vừa đạp côn, nhớ là vừa đạp côn xuống giữ nó lại, vừa nãy, nhưng mà nãy phải hết sức cẩn thận. Cái cách đó thì chỉ có cho những cái mà nó dính ít thôi, còn những cái côn mà nó dính nặng, thế anh em, những cái côn mà nó dính nặng ấy thì có hai cách thế này. Một là đối với những cái máy mà chúng ta cái sới ấy, cái trục sới ấy, mà nó ăn với cái côn, mà đạp côn một cái trục sới nó dừng luôn, gọi là sới, cái số sới nó trục sới nó ăn liền với cái côn chính, thì chúng ta lắp sới vào
đóng số nhỏ nhẹ trước, đi ra ruộng vừa đạp côn vừa sới gà to lên. Nếu đang sới thấy máy nó đứng khựng lại một cái là ok rồi, đánh được. Mà cái cách đó là cái cách dễ nhất mà hiệu quả nhất mà Mạnh từng làm cho anh em. Còn nếu như mà sới mà không ra được ấy, thì chỉ có bóc đồi máy ra, bóc đồi máy ra thì mới nảy được côn ra. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là cho những anh em nào mà máy có cái số sới độc lập, cái trục sới độc lập, có nghĩa là giẫm côn mà trục sới nó không tách ra ấy, thì chúng ta lúc đó chỉ có cách duy nhất là đi bánh lồng thôi. Đi bánh lồng ở dưới ruộng vừa đi vừa giẫm côn, vừa đi vừa giẫm côn bánh lồng dưới ruộng giật, nghĩa là đi sao ra ga nó thốc ga lên, giảm thốc ga giảm ga để cho nó cựa, và vừa như thế vừa giẫm côn thì may ra nó ra. Còn nếu không được thì tốt nhất là chúng ta bóc đồi máy thì mới xử lý được cái lỗi dính côn đó. Đó là hai cái cách mà chia sẻ cho anh em là không phải tách đồi máy. Còn cách thứ ba đó là tách đồi máy ra rồi tháo bộ côn ra thì điều đó thì điều đương nhiên. Và cũng hy vọng sau video này thì anh em sẽ không phải gặp lại cái lỗi dính côn này. Ở đầu video thì mình xin phép chia sẻ một số cái thông tin về một cái chủ đề nhất định, về một cái lỗi nhất định để cho anh em được nắm bắt và biết thêm về cái máy móc của chúng ta và làm sao để máy móc nó là dụng nó làm việc xuôi soát rồi nó mang lại cái giá trị cao cho tất cả mọi người. Rồi xin chào Minh Đình Nguyễn, xin chào Sike, tổ chức giải thi lái máy cày đi anh. Thôi hy vọng là một hôm một ngày nào đó mà anh em mà thành công rồi, anh em mà làm ăn tốt rồi ấy, thì có thể tập trung với nhau để thi thố một hôm cho nó vui rồi trao giải cho nhau. Nhưng mà cái đó thì mình thấy là nó hơi chưa thể làm được vì nó hơi lãng phí. Rồi nhưng mà cũng là một cái điều hay, ở bên Tây người ta thi đầy ra, người ta thi kéo co với nhau, kéo co kéo cài với nhau ầm ầm, nhưng mà đó nó quy mô kinh khủng lắm. Còn mình còn có thể là ở mình ấy thì thi là ai cày thẳng cày đẹp cày nhanh đấy, hoặc là sới luống đẹp, hoặc là sới trang ruộng phẳng, thì đó cũng là một cái hay, cũng có thể đấy, đó là một cái rất là hay. Thì nó thú vị và nâng cao cái thật ra các cái cuộc thi thì nâng cao cái tinh thần luyện tập và học hỏi của tất cả mọi người. Rồi, xin chào Phi Năm, xin chào Thái Anh, cảm ơn Thái Anh rất là nhiều. Xin chào Văn Nghiệp Nguyễn, gửi đồng hồ báo nhiệt cho em chưa anh. Tất cả các cái đồng hồ là có mọi người có là mình đã gửi rồi. Có cái là thực ra là thế này, trong cái thời đại này, cái mùa này, nói chung là cả năm nay luôn thì Covid nó luôn luôn là rình rập, mà cái thời điểm mở cửa này nó đi được nhưng mà nó sẽ chậm, bởi vì là nhiều khi là có những người ta giao hàng người ta có vấn đề. Thế nên là Văn Nghiệp ở đây, nếu như mà bạn chưa nhận được mà lâu quá rồi thì nhắn lại số điện thoại cho mình nhé, nhắn lại qua điện thoại cho mình số điện thoại để mình tra cái đơn cụ thể. Còn thường là sẽ gửi rồi. Rồi, xin chào Kim Anh, bét bị đái thì khắc phục sao anh? Bét bị đái thì tháo bét ra vệ sinh. Nếu như mà bét chung thì dễ lắm, tháo ra vệ sinh là xong. Còn bét kim thì phải chuyên nghiệp, chuyên gia, nếu không thì phải thay phụ tùng, thay đầu phun đấy, thay đầu bét thì mới thay đầu bên trong cái bét ấy, thì mới được. Hoặc là bạn mang đến các cái chỗ mà chuyên nghiệp cần bơm, cần bét ấy, cần heo cần bét ấy, người ta làm cho thì hy vọng sẽ được nhá. Xin chào Trúc Mai, xin chào anh Kuta, anh Kuta gửi lời chào cả nhà. Xin chào Thắng, anh ơi ống dầu mà bắt qua bơm máy, ống dầu mà bắt qua bơm máy khó nổ là sao anh nhỉ? Ống dầu mà bắt qua bơm máy khó nổ, cái câu này của Thắng Mai chưa rõ ràng lắm. Chưa ống dầu, vấn đề là máy gì và ống dầu nó
nó ở chỗ nào, nó bắt qua bơm là nó bắt từ đâu đến bơm, thì bạn có thể mô tả giúp mình rõ là máy gì này, ở chỗ nào, càng rõ càng tốt, thì càng cụ thể thì mình sẽ càng trả lời nó chuẩn hơn bạn nhé. Rồi, xin chào Tuấn Trần, bên anh có bán tạ đầu 45080 anh, cái này không có Tuấn Trần ơi. Rồi, xin chào Thái Anh, anh cho em hỏi máy cày hai cầu, cầu trước em tháo thay nhớt thấy có nhiều mạt nhỏ với bánh răng có hơi bị rỗ, là nguyên nhân do đâu? Là do quá lâu bạn không điều chỉnh lại các cái độ ăn khớp của bánh răng côn, các cái bánh răng côn ấy, thì quá lâu không điều chỉnh lại, dơ dảo quá là thứ nhất. Thứ hai là vòng bi nó cũng có vấn đề, nó dơ lỏng thì nó suy ra là cái việc cái bánh răng ấy nó lỏng quá thế này, nó gõ thì nó tạo thành các cái răm lỗ trên thân cái răng, thì cái đó đối với anh em mà sửa chữa mà quy định ấy, theo quy định của hãng ấy, người ta coi như nó là hỏng rồi phải thay, bởi vì nó sẽ gõ, nó sẽ hú. Còn nếu như mà bạn mà muốn làm cho nó tốt ấy, thì bạn phải căn lại cái độ dơ này. Độ dơ này nó có nhưng mà nó chỉ loanh quanh cỡ 0,1 đến 0,2 mm của cái độ dơ này, cái này này. 0,1 đến 0,2 mm thôi thì nó sẽ chạy, nó sẽ rất là êm và tốt. Đó, thấy anh nhá. Phải canh lại cái khoảng ăn khớp của bánh răng côn này, cái độ dơ. Thì đó là nguyên nhân, là thứ nhất là có thể là ít thay nhớt. Thứ hai là nó dơ lỏng rồi mà không biết để căn lại này. Đó là cái dơ lỏng không biết căn là to nhất. Kể cả lỏng bi, kể cả lỏng lỏng căn là chúng ta không hiểu căn lại ngay. Chúng ta chạy cái trong cái tình trạng mà nó dơ dảo lâu quá thì nó sẽ bị như vậy. Rồi, xin chào Tráng Nguyễn Ngọc. Xin chào Đình Lý Nguyễn. Chào bạn, cho hỏi máy Mitsubishi bình không, cảm ơn. Đình Lý Nguyễn ơi, đối với mình ấy thì ở Việt Nam mình ấy, và bản thân mình đánh giá một cách phiến diện thôi, cái cá nhân thôi, thì có ba cái mà bạn nên cân nhắc để mua. Thứ nhất là Yamaha, Kubota, John Deere, là ba cái hãng đó bạn cân nhắc để mua. Mình đề nghị bạn cân nhắc để mua ba cái hãng ở cái thời điểm này, và trong tương lai nếu cũng vậy. Nhưng mà kể cả máy cũ máy mới, đấy là mình khuyên tất cả mọi người là như thế. Kể cả máy cũ máy mới, Yamaha, Kubota, John Deere, Kubota, Yamaha, đó ba cái hãng đó. Bởi vì sao mình nói như vậy, nói một cách cho cùng ấy, thì máy nào nó cũng tốt thôi. Máy Mitsubishi, máy Isaki, máy Messi, Gento, hay là Kyoti, hay là Brasen, nói chung là các hãng máy nông nghiệp của Tây, của Nhật thì nó đều là tốt, không thể nói nó không tốt được. Bởi vì so sánh với anh hàng xóm là nó đã tốt hẳn rồi. Còn so sánh với nước mình thì nước mình chả có cái hãng nào ngon lành, làm nó tử tế. Kể cả ngày trước có cái Thaco hay là Cam Thaco đấy, làm nhưng cũng đâu có làm nữa, cũng rất là buồn. Thế nhưng mà tóm đi tóm lại là nếu như mà anh em mà mua máy móc nông nghiệp, máy cày, máy gặt, máy cấy, đặc biệt là máy cày, thì nên cân nhắc ba cái hãng đó. Lý do lớn là ba cái hãng đó theo mày đánh giá là nó tốt nhất. Ngoài ra nó hệ thống phụ tùng bảo dưỡng mọi thứ ở Việt Nam mình nó cũng là tốt nhất. Chính vì thế nên là rất là đánh giá cao cái việc đó, nên là bạn cũng nên cân nhắc. Còn tùy theo túi tiền thôi, tùy theo túi tiền của bạn để bạn đưa ra cái quyết định cuối cùng cho nó phù hợp với cái công năng. Còn bạn bắt mình đánh giá là cái nào có tốt hay không thì
thật ra máy mới thì mình có thể đánh giá được là cái hãng này ừ hay, cái chỗ này hay chỗ kia, cái hãng kia chưa hay chỗ này, nhưng mà đã là máy cũ thì không còn đánh giá theo cái hiệu suất, cái cách thiết kế nữa, mà nó là cái tình trạng máy mới là quan trọng. Máy cũ thì tình trạng quan trọng lắm, bởi vì máy nó có, cái hãng nó có tốt bằng trời, nhưng máy nó hỏng rồi thì cũng vứt đi thôi. Đó, nên là mình nói rõ hơn một chút về cái chuyện đấy, để cho Lý Đình có Đình Lý Nguyễn đấy có cái nhìn nhận cho nó chuẩn để ra cái quyết định mua máy. Bởi vì máy nó không phải là ít tiền, ít nhất mọi người mua cái máy cho dù có nát bằng mấy thì nó cũng phải tầm cỡ 30-40 triệu trở lên thì nó mới gọi là một cái máy có thể di chuyển được. Còn cái cỡ mà để 30-40 triệu mà làm được ngon lành thì gần như là ít, không có, thật sự là rất ít, và gần như là không, nó đã tuyệt chủng, cái giá đã tuyệt chủng lâu rồi đấy. Nên là cái số tiền mình bỏ ra không phải là ít, mà cái mục tiêu làm việc của mình thì lớn, nên là anh em phải cân nhắc một tí nhé. Rồi, xin chào Hoàng. Hoàng Tú. Hoàng, xin chào Hoàng Tú. Anh em chào em. Xe anh Janma 2010. Giờ số nhanh không chạy được nữa, chỉ chạy được số 1 chậm. Nó bị làm sao? Sửa thì hết nhiều tiền không? Cảm ơn. Số nhanh không chạy được nữa mà chỉ chạy được số 1, được số 1 chậm á. À, vậy thì cái xe của anh, em nghĩ là nó chỉ bị đơn giản bị côn thôi. Chắc là số nhanh nó cũng chạy nhưng nó chạy kém đúng không ạ? Các cái tầng khác nó chạy kém, nó yếu. Nếu như đúng như thế, đúng như em nói, các tầng khác nó chạy kém và yếu. Còn gọi là cũng vẫn vào được tất cả các tầng, nhưng mà nó chạy kém yếu, không thể chạy được. Còn chỉ chạy được số 1 tầng chậm thôi. À, thế thì cái máy của anh nó cũng chỉ bị côn thôi. Bị côn, nó bị trượt. Cái côn nó khi mà nó bị trượt thì nó xoa với nhau này, nó chả truyền chuyển động được. Cái động cơ nó chạy sang nó chỉ truyền nhẹ được thôi. Nên là nó bị gọi là bị trượt côn. Vậy thì bị trượt côn thì sửa nó cũng không tốn tiền đâu. Anh ạ, nó không tốn nhiều tiền đâu. Nó chỉ cần bóc đôi máy ra mà thay cái lá côn, cũng như là nói chung là nó thay lá côn thì nó cũng là lỗi bình thường. Chứ nó cũng chưa đến mức là thay đĩa mặt trời hay là đĩa ma sát đâu. Rồi cũng như là bánh đa hay bánh chớn mặt bánh đa gì cả. Mà em nghĩ là thay lá côn là sẽ được. Hoặc là nếu như mà cùng lắm mà không có lá côn, anh đi ép lại lá côn là được, là đã chạy được rồi. Anh Hoàng Tú nhá. Em nghĩ không hết nhiều tiền, chắc là hết loanh quanh cỡ nhiều lắm, ăn uống các thứ chiêu đãi thì chắc khoảng 2 triệu đổ lại. Em nghĩ vậy. Còn không biết giá cả của tùy cái địa phương của anh, tùy chỗ anh, tùy thợ chỗ anh thôi. Em như em đoán thôi, khoảng 2 triệu. Xin chào Minh Nhật Nguyễn Võ. Em hỏi nha anh Mạnh, dính bố và bố kêu to, dính bố và bố kêu to nó chả liên quan gì đến nhau mấy. Bởi vì là nó đã dính rồi thì nó đâu còn cơ hội để kêu, trừ khi là đạp côn nghe nó kêu ó thì là cái kia nó kêu giết, là cái BQD của bạn đang có vấn đề, chứ không phải là bố. Bố kêu rồi thì mình nghĩ là không dính rồi, hết dính rồi. Hoặc trừ khi là bố kêu ấy thì chỉ là các cái dòng máy mà nó có cái lò xo giảm chấn nó bị vỡ lò xo giảm chấn nó rơi xuống thì nó kêu bố. Vỡ lò xo giảm chấn xong rồi lò xo nó rơi xuống bố nó kêu thì chỉ có mấy nguyên nhân nữa thôi. Xin chào Hiệp Đông Bắc. Máy số nhất cũng bị dính côn à anh? Số nhất ấy thì người ta cũng sẽ làm được cái côn khô đường trước khi vào số. Hiệp nhá, thường là người ta sẽ làm một cái côn khô trước khi vào số luôn. Đó. Đó, là người ta sẽ làm vậy. Thì nó cũng sẽ có tình trạng dính, nhưng mà có cái là cái côn khô thì
thì nó cũng cũng ấy thôi, nó cũng cái côn khô của số nhớ đấy thì nó là ít dính hơn, vì là nó có một cái thiết kế nó hơi đặc trưng hơn, nhưng mà nó vẫn có sẽ dính đó, Hiệp nhá, nhiều chừng nhiều máy, rất nhiều máy số nhất nhưng mà vẫn có côn khô, đó là chuyện đương nhiên, bên trong nó mới thiết kế côn nhất. Xin chào Nguyễn Khắc Thắng, cho em hỏi máy gặt Iseki xài có tốt không để em mua, em mua MK cái gì không biết dùng có ổn không. Thật ra nếu như bạn mua ấy, và bạn nói máy gặt Iseki thì mình biết không? Là bạn muốn mua máy tầng đơ, máy gặt giải dơm, máy gặt tầng đơ, thì mình vẫn khuyên bạn là không, là phải nên cân nhắc kỹ, bởi vì là phụ tùng nó độc đáo lắm, nó độc lạ lắm, nó lẻ lắm. Nếu như mà ấy thì có thể mua Janma hoặc Kubota, máy cũ Kubota hoặc Janma, mình thấy nó bền. Rất là Iseki cũng bền, không, mình không nói không bền đâu nhé. Không những anh em mà fan hâm mộ với Iseki để bảo ông Mạnh nói vớ vẩn, mà sự thật là như thế, những Iseki dùng rất nhiều điện, rất nhiều điện, rất nhiều điều khiển điện, nên là cẩn thận đấy, lúc nó hỏng một cái là bạn không xử lý được đâu nha, tin tưởng thì mua thôi. Xin chào Trúc Mai, thủy lực nâng lên có bị tụt từ từ, nguyên nhân là sao anh? Thủy lực nâng lên mà nó bị tụt từ từ ấy, thì bạn khóa cái van thủy lực ở dưới ghế ngồi lại, hạ cái tay nâng hạ thủy lực xuống, khóa van, khóa chặt van. Khóa chặt van thì cứ xoay theo kiểu kim đồng hồ là khóa, nhìn từ ngoài vào xoay theo chiều kim đồng hồ là xong, khóa lại, khóa chặt rồi. Nếu như nó vẫn tụt thì là do piston, do sim piston bị kém. Còn nếu khóa rồi mà nó không tụt thì thường là do van kém, thường là do van thủy lực kém, nó đóng kém nên là nó mới bị tụt bạn nhé. Thì nếu do van thủy lực thì bạn phải phục hồi khắc phục lại ra van thủy lực, có thể nó nghẹt bẩn, nó đóng không kín thôi, hoặc là nó lỏng đi, nó mòn đi rồi đó. Bạn chúc mai nhá, phải thử như thế thì mới biết được nguyên nhân được, một là van hay là piston. Piston thì khóa nó sẽ tụt, còn van thì khóa nó không tụt. Rồi, xin chào anh Kubota, hay xem kênh KTM mà chưa phải kêu thợ sửa máy. Nghe những cái câu này là vui nhất này, không biết bạn nói thật hay là nói đùa, nhưng mà mình cứ tin là thật đi, để có cái niềm tin, để có cái sự phấn đấu. Thế nhưng mà thật ra là cũng rất nhiều anh em rồi nói mình rồi là làm được, đó là niềm vui, đó thật sự là một cái cảm giác nó có ích, giống như là mình rất là có ích. Thì cũng vui, rất vui, cho dù là cũng chưa làm được gì nhiều cho mọi người, nhưng mà cảm ơn bạn anh cô ta rất nhiều. Đặc biệt là sao, là bạn mình cảm ơn vì là bạn đã dành niềm tin cho những cái tư vấn của mình và của anh em kỹ thuật máy nông nghiệp KTM trong đội của mình. Thì thật ra là mình rất là mong là anh em không phải kêu thợ, vì là kêu thợ thì cũng tốn tiền lắm, nhì nhàng lắm. Mình cũng là thợ đấy. Mình cũng là thợ thật sự đấy, nhưng mà kêu thợ thì cũng tốn tiền nhì nhàng lắm. Rồi máy móc, quan trọng là máy, mình biết này, cái máy nông nghiệp nó chỉ hỏng lúc mà cao trào thôi, nó chỉ hỏng lúc cao trào thôi, chứ nó không hỏng mà lúc nó đang ở nhà, chỉ hỏng lúc trong mùa thôi. Nó khác hoàn toàn so với ô tô hay là các cái xe tải, cũng như là các cái máy xây dựng thì người ta có cái kế hoạch làm nó xa, nó dài, hôm nay không làm thì đến ngày mai. Nhưng mà máy nông nghiệp
hôm nay không làm thì hôm nay sáng mà không làm được thì trưa phải lo mà làm, trưa không làm được thì chiều lo mà làm, chứ không nhá người ta làm mất, hoặc là người ta ước cần, hoặc là bảo nó đấy. Nhưng mà các cái loại kia thì không quá áp lực như là máy nông nghiệp. Chính vì thế là rất hy vọng anh em, những người mà tin tưởng Cantimer là sẽ tự làm được, thì đó là một điều tuyệt vời nhất. Bởi vì là sao, cái máy của mình nó nghỉ lâu, nghỉ thời gian dài, mình cũng nghỉ thời gian dài, tất nhiên mình còn nhiều việc, nhưng mình có thể xung xuê được, mình có thể dành thời gian để mình chăm sóc nó được, yêu mến nó, điều chỉnh nó, thì nó sẽ trả ơn lại cho mình thôi. Phải luôn luôn quan điểm máy móc cũng có linh hồn, nên là cứ nói thế nó thân thiện. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn anh Cú Tạ. Rồi, xin chào Tiến Nguyễn, cho em hỏi máy cày của em chạy nóng máy để khó nổ là bị sao? 3608. Thế thì đề nó có quay nhanh không? Nó quay chậm là vẫn phải làm cho nó quay nhanh nó mới nổ được. Đó là thứ nhất. Thứ hai là phải xác nhận xem là cái này thường nếu về quay nhanh rồi này, nhiên liệu xuống rồi này, đấy, có ra khói rồi này, thì bạn phải cân kim phun, cân bơm hóa. Nếu như mà làm đủ trò đủ kiểu rồi nhá, mà thì bạn phải đi cân bơm cao áp và kim phun mang đi một lúc, cân xem áp suất nó có đạt không. Nhiều trường hợp phải gặp là máy nóng lên đề vẫn quay vèo véo, kim vẫn phun vù vù nhưng nó không chịu nổ, bởi vì có một lý do tên là áp suất của bơm cao áp của heo ấy thấp, mấp mé cái mức thấp cho phép, gọi là dưới mức thấp một tí là nó không nổ đâu. Đấy, thế là nhiều anh em nó phải tưới nước vào trong khẩu súng bơm hóa áp cho nó nguội đi, để cái nó nổ ngay. Nổ ngay là cứ thế làm người tắt máy đi lại không nổ được. Đấy là cái kiểu lỗi đó là như thế nhá. Tiến Nguyễn nhá, kiểm tra mấy cái đó. Rồi, xin chào Cú Ca Xin, chào chú. Cho anh hỏi kim nhịp máy cày có thể lắp thêm còi báo khi nhiệt tăng có được không, cảm ơn. Cái này thì thường là không lắp được anh ạ, chỉ có lắp thêm bên ngoài thôi, lắp thêm một cái cảm biến khác. Tại sao mà anh không nói là không lắp thêm được? Bởi vì là cái nguyên lý của cái cảm biến nhiệt đó nó báo lên cái bảng táp lô cho cái đồng hồ nhiệt. Thì để mà lắp thêm dùng cái tín hiệu đó thì phải có một cái hệ thống điều khiển nó đắt tiền hơn. Thế nhưng mà có một cách rẻ tiền nhất là mua một cái cảm biến nhiệt khác, đó, sau đó lắp thêm cái còi cho nó, riêng cho nó thì lại được, thì lại hay. Hoặc là mua một cái riêng một cái bộ mà đã có cảnh báo thì lại được anh nhá, chứ còn không lắp bù vào đó được. Có nghĩa là phải mua một cái bộ khác, người ta đã thiết kế nó có cái cảnh báo rồi, cái giống như cái đầu dò nhiệt ấy, nó cảnh báo rồi thì nó đã làm đủ cái việc đó rồi thì được. Chứ còn anh bảo lắp tích hợp thêm thì là mày nghĩ là không khả thi đâu, nhưng mua một bộ khác thì được lắp thêm. Anh Vũ Ca Xin nhá, xin chào Kiếp Phong Trần. Anh ơi, động cơ DC70 212 đến 215 16 và đến 21 khác biệt ở đâu mà mấy ông kêu là 216 chạy bốc hơn, mong anh chỉ cho em ạ. Chỉ có 22 đến khoảng gần 25 thì có khác một tí. Có khác một tí là cái xét măng dầu nó khác. Nhưng mà
tất cả các chỉ số nó giống nhau, thì cái xe bằng dầu nó kín, nó rộng hơn tí. Nhưng mà từ 25, vậy là trước 25 tí, nhưng cứ cho là 25 đi, trở về đến 2021 chả có cái gì khác nhau, không có tí nào khác nhau, không có tí nào khác nhau, chính xác là như thế, chả có gì. Còn đúng là có những cái máy đời 25, 26 mà thừa công nhận là nó bốc, mà nó bốc thật. Thế nhưng mà sau khi xem xét đấy thì những cái máy đó, những cái máy đó người ta chỉnh nhiên liệu nó chuẩn hơn, chỉnh nhiên liệu trên bông áo ấy nó chuẩn hơn, và cái hệ thống bơm nhiên liệu cũng như hệ thống nhiên liệu nó cũng thế thôi, nhưng mà nó bơm tốt hơn, nó lại thông thoáng, nó lại bơm hay hơn, thì nó thoát tải thôi. Và đặc biệt là người ta chỉnh nhiên liệu nó chênh hơn cái lượng phun nhiên liệu của là chỉnh cái công suất ấy nó chuẩn hơn. Chỉ có thế là trên là nó chả khác nhau cái bất cứ một cái gì. Rồi, kiếp phong trần nha. Xin chào Nguyễn Khắc Thắng. Máy gặt Thunder, đúng rồi, mày biết rồi. Xin chào Hiệp Đông Bắc. Anh giải thích cho mọi người về chuyển từ bên điện sang bên cơ đi. Chuyển từ bên điện, bên nâng cụ, ý của Hiệp Đông Bắc là bên nâng cụ đúng không ạ? Thì bên nâng cụ chuyển từ bên điện sang bên cơ là như thế này. Thay nguyên cả cái cụm hộp rùa. Thay nguyên cả cụm hộp rùa của cái máy mà tương đồng mà đang dùng bên cơ. Sang bên cái máy tương đồng vừa hộp rùa của cái bên điện, thế là xong. Thế là chuyển từ điện thành cơ. Và vậy thấy là cái phương án đó là phương án dễ nhất, làm hợp lý nhất. Đấy nhá. Chứ còn không đùa đâu, nó thật đấy, mọi người đều thường là làm như thế. Đã hiểu đúng bác nha. Xin chào Văn Trang, Văn Tráng Đình. Em mới mua máy 501 tháng mới được 260 giờ. Cái cánh quạt nước nó bị lắc ngang, có bị sao không? Cánh quạt nước lắc ngang thì chỉ có thay thôi, thay bi thôi. Xem là cái bi của cái trục quạt nó thế nào. Chứ còn nó đã lắc ngang rồi thì chả được mấy nổi đâu. Mà coi chừng mà chủ quan là đi toang luôn cả cái động cơ đấy. Nếu như mà lắc ngang ở cái cổ bi nhá, mà thường là chắc là lắc ngang thì cũng thế thôi, lắc ngang cổ bi thôi. Mà lắc ngang ở chỗ cổ bi mà không xử lý, lúc mà nó kẹt, lúc nó bơm nước kém, hỏng cả lốc luôn, hỏng cả lốc, hỏng cả động cơ luôn, là toang luôn nhá. Nên là phải kêu các cái chỗ bạn mua, đại lý cho bạn mua xử lý ngay đi. Có phương án xử lý cụ thể đi. Cái máy của bạn mới 260 giờ đang còn được bảo hành nha. Văn Trắng Đình nha, Đình Văn Trắng. Rồi, xin chào Văn Phương Nguyễn. Mạnh ơi, máy em DC70 gặt bình thường nhưng đẩy hết cần ST vẫn chậm hơn máy khác, khắc phục thế nào? Cái này nhiều người thấy bực mình vì là không chạy nhanh bằng máy khác, trong khi tua của mình vẫn đạt, máy của mình vẫn khỏe. Thì máy khác thế này người ta cũng sẽ có hai phương án. Một là người ta đổ bu li nhỏ đi, bu li trong gọi đầu vào HST ấy, mua cái bu li nhỏ hơn. Hai là người ta đảo cái nút xả áp, rồi xả nút xả lưu lượng trung gian, mình có làm cái video rồi, đảo đi.
Và còn một cái phương án thứ ba nữa là cái HDT của cái máy khác người ta đang còn ngon hơn, người ta đang còn tốt hơn, đó, cái lưu lượng của nó đến mức tối đa hơn, thì cái đó người ta vẫn ngon. Đó là như vậy. Thì để mà biết chính xác là nó bị ở đâu và làm như thế nào thì chúng ta nên so sánh với một cái máy mới tinh. Cái máy mới ấy là hay nhất để chúng ta biết được là cái tốc độ mình có chậm hơn thật sự hay không, hay là bạn đang so sánh với một cái máy mà người ta đã độ rồi, cực kỳ là khó luôn, cực kỳ là khó luôn nhá. Đó, thì bạn chú ý xem nào. Còn ngoài ra thì có thể đo tốc độ máy mà, tốc độ di chuyển trên đường, đo km tính nha, chạy lên mấy trăm mét tính nha, xem nó đi hết mấy phút là chúng ta biết thôi. Theo cái thông số của nhà sản xuất hình như 2.1 m/s, mình nhớ là không nhầm là như thế. Rồi, xin chào Khương Lưu Hữu Mạnh cho hỏi cách hoạt động của xi lanh bánh lái và cơ cấu của cầu trước dòng John Deere 3036E đi ạ. Cảm ơn. Anh Khương Lưu Hữu hỏi trúng tủ luôn. Trúng tủ luôn, hỏi đúng người luôn. Xin giới thiệu với anh Khương Lưu Hữu. Xin trả lời anh Khương Lưu Hữu là cái máy 3036E là hoạt động của bánh xi lanh lái là xi lanh toàn phần, có nghĩa là tất cả đều xi lanh. Và cái xi lanh này thì mình đánh giá là một cái loại rất là đơn giản, hiệu quả, thật sự là đơn giản và hiệu quả, đơn giản hiệu quả, bởi vì nó chỉ là một cái xi lanh rất thông thường, thò ra thổi vào thế này thôi. Mình rất thích cái xi lanh, nói chung là những cái gì mà đơn giản mà lại mang tính hiệu quả là rất thích. Đó là xi lanh lái, là giống như một cái xi lanh của cái máy xúc ấy. Giống hệt như anh thấy cái xi lanh của cái máy xúc nó như thế nào thì cái xi lanh lái của 3036 nó hoạt động y như thế đấy. Nó cũng là cái xi lanh nó thò lên này, thụt vào này để nó lái. Thế rồi, rất đơn giản như vậy. Và thủy lực, trợ lực toàn phần. Rồi, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là cơ cấu của cầu trước của John Deere 3036 thì nó lại cũng hay ở chỗ là nó là hệ thống cầu bánh răng vành chậu to, bánh răng vành chậu to đó. Thế thì tại sao mình nói to? Nó có hai, nó máy cày nó có hai kiểu. Một là cầu bánh răng vành chậu, cái chỗ cái trục cầu, cái chỗ bọng bánh răng vành chậu nó phình to ra để nó chứa cái bánh răng vành chậu to. Hai là cái bộ vi sai và bộ răng vành chậu nó nằm luôn trong cái ống, trong cái ống dọc như cái bắp chân, như kiểu của Kubota, như kiểu của Kubota mà mọi người thấy cái cầu nó cứ như một cái ống này, thì cái bộ vi sai bánh răng vành chậu rất là nhỏ, người ta thu nhỏ lại để vừa với cái ống nó cho nó gọn, thì cái đó mạnh cho nó là rất là nhỏ đấy. Nó vì chính vì nó nhỏ là mình không thích truyền lực, mà cái gì nhỏ là mình không thích rồi. Còn tất nhiên là nó vẫn tốt thôi, cái đó không có gì lạ. Thế nhưng mà đối với máy John Deere thì người ta không làm vậy, người ta tách đôi nó ra, rồi người ta làm to thế này xong nó mới thụt lại và nó nhỏ lại để ống nó đi qua, cái trục đi qua thôi, còn cái chỗ bánh răng nó thì to ra. Và cái việc chăm sóc bảo dưỡng cũng như sửa chữa nó về sau rất là dễ, bởi vì nó tách đôi được. Còn của các cái hãng khác người ta đóng từ bên này tuột sang bên kia, ví dụ cả cái ống dài người ta phải đóng tuột sang bên kia, còn cái thằng này nó, cái này nó tách đôi được nha. Nói chung là hai cái đó là hai cái điểm nhấn mà mạnh thấy ưng, rất ưng ở cái cầu trước của máy John Deere 3036, nên là mạnh thường hay nói về cái máy đó và cũng rất mong muốn là anh em hiểu. Và nếu như mà những anh em nào mà có ý định mà chuyển đổi những cái máy mà cái công suất nhỏ như thế, từ 30 cho đến 40 mã lực trong cái khoảng đó,
đang suy tính trong cái khoảng đó thì cân nhắc cái thằng 3036E của Zodiac. Phải nói là một cái dòng máy Zon của máy kéo loại nhỏ của Zodiac mang đúng phong cách của anh chàng Zodiac luôn. Nó làm cái phần cơ khí nó rất là đặc trưng và rất là đơn giản và hiệu quả cao. Thì đó là cái cơ cấu của xi lanh lái, bánh lái và cầu trước của máy Zodiac 3036. Câu hỏi của anh Khương Lưu Hữu. Rồi, xin chào Hiệp Đông Bắc. Máy nhỏ làm ruộng à, máy nhỏ làm không kịp khi họ gọi máy to chỗ khác về làm, nghĩ mà tức anh. Thì đúng rồi, làm nông nghiệp thì nó phải thế. Làm nông nghiệp bây giờ người ta làm sao người ta chờ mình được? Mình có ruộng mình cũng nghĩ vậy, mình có ruộng mình làm ruộng mình chả chờ được người ta, được người ta sẽ không chờ mình đâu, bởi vì mùa cũng đến rồi. Thế nhưng mà mạnh xin phép nói thêm nhờ cái câu hỏi của Hiệp Đông Bắc này, mạnh xin phép nói thêm một cái câu chuyện về những anh em mà đi chọn mua máy, mà đặc biệt là những người mà đang dùng các cái dòng máy nhỏ, ví dụ 15, 18 mã lực, 20 mã lực, thì mạnh tin chắc rằng là mọi người đang không ưng ý cái con máy của mình. Và chính vì thế những người mà đang đi tìm mua máy thì nên cân nhắc. Mọi người đừng nghĩ là cái máy nhỏ nó làm thì nó vừa sức, cũng như là mình làm dụng nhỏ hoặc là ít diện tích thì mình làm máy nhỏ, hoàn toàn là tư duy sai lầm, suy nghĩ sai lầm. Bởi vì nhá, một cái máy nó phải đủ lực, nó lội xuống nước, nó lội xuống một cái ruộng bùn, lội xuống ruộng nước nó làm lúa, hoặc là nó sới nó làm lúa, nó đi cày, thì nó phải đủ lực cái đã. Đầu tiên nó phải đủ lực đã, nó phải đủ sức khỏe đã, thì nó làm gì nó mới làm. Cũng giống như là một anh chàng trẻ con, một đồng chí rất là trẻ con ấy, học lớp 7 đấy, lớp 6, lớp 5 ấy, nó cũng là một đứa, nhưng nó lội xuống một cái ruộng bằng cái giường đi, hoặc là bằng cái phòng ngủ đi, đó, bằng cái sân thôi, nhỏ. Nên cứ nói là cái ruộng nhỏ đấy cho cái đứa nhỏ lớp 4, lớp 5 làm sao nó làm được? Nó vác cái cuốc nó đã nặng rồi, nó không cuốc được ấy. Thế nên là mọi người cứ hay nghĩ thế, nên đi mua cái máy nhỏ thì thật sự là tốn tiền. Mày nó đi mua cái máy nhỏ rất ít tiền, có vài chục triệu là được cái máy. Nhiều khi có người có mua cái máy 25-30 triệu được cái máy này, nhưng mà về nhà nó không làm được và chỉ có tốn tiền sửa nó, cũng như là suốt ngày tháo lắp rồi sửa chữa lung tung, rồi xuống ruộng cái là nó hỏng vì nó không đủ tải, người lại ngồi lên nó lại lún lại. Thế nên là tiền thì vẫn mất, tật thì vẫn mang, không sợ, không dám mua cái máy to hơn nữa, bởi vì là thấy cái máy này nó thất bại rồi, không dám suy nghĩ để mua máy to hơn. Nhưng mà những cái người mà người ta biết, người ta mua hẳn một cái máy đủ mã lực, ví dụ như người ta mua cái máy từ 30 mã lực, hoặc ít nhất là cũng phải 26-28 mã lực, nhìn nó phải đủ to để nó lội xuống cái ruộng nước, hoặc để nó xách cái sới lên, nó sới rồi nó lắp cái bánh lồng, nó chạy cái ruộng bùn, nó phải đi được, ngon được, thì những cái máy nhỏ nó vẫn đi, máy nó là những máy, nhưng mà nó mệt quá nó phải nghỉ. Còn nó cho nó đi trên đường thì nó vẫn đi vô tư, nó đi chăm sóc nó vẫn đi vô tư. Thế nên là nhân cái câu hỏi của Hiệp Đông Bắc thì mày nói kỹ hơn về cái chuyện là mình trước khi mình đầu tư, mình bỏ tiền ra mình mua một cái máy móc để phục vụ cho việc công việc sinh nhật tiền, dịch vụ hoặc là làm nông, thì mình phải tính là công việc làm nông nghiệp ấy, rồi làm ruộng nước ấy, rồi làm các cái công việc ấy, làm đất, thì ít nhất cái máy nó phải đủ lực. Còn không cần biết to hay nhỏ đã, không cần biết ruộng to hay ruộng nhỏ, từ từ đã xem là cái chỗ cái khu vực ruộng nhà mình này gần như là tất cả là lúa cấy, ruộng nó cũng khá là lầy, cũng như là kích thước các thứ nó cũng vừa phải, thì mình phải nghĩ ngay đến những cái máy
đã làm lúa rồi thì phải làm cái máy to, máy to ít nhất là phải từ 20-30 mã lực trở lên thì mới chạy được, chạy nó mới xuôi thoát thì nó mới mới thoát tải thì nó mới máy nó mới bền lâu được. Và nó quan trọng là nó sinh ra cái hiệu quả công việc cho mình rất là tốt. Thì mua cái máy 30-40 triệu hoặc là 50 triệu nhỏ nhỏ nó chạy không được, xong lại cứ nghĩ là mình mua cái máy 50 triệu xong mình làm một mùa hai mùa là mình thu lại vốn rồi, thế dễ thế thì ai cũng làm được. Đấy là mày nói một cách rất là nghiêm túc, việc dễ là không đến lượt anh em mình đâu. Cái việc dễ mà tính một mùa hay là hai mùa thu lại không đến lượt anh em mình đâu, mà đã tính đã xác định đầu tư máy móc 100 triệu trở lên là phải tính cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ. Tất nhiên là nhiều anh em rất là thành công trong cái việc máy móc nông nghiệp, làm nhạt như chơi, nói như chơi thì cũng hơi quá, nhưng mà làm nhạt cứ đến mùa chịu khó dăm bữa nửa tháng thế là có tiền tiêu, là có vô tư rồi, không phải suy nghĩ gì nhiều, làm nhạt vui thôi. Đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà cái sản phẩm, cái máy móc người ta đúng, người ta làm nó xuất việc, nó rất là làm đâu là chắc đấy, làm đâu ăn đấy. Còn không giống như những anh em người thì bự ngồi lấy cái máy 18, 20, 22 ôi rồi ngồi chỉ mím ra cái máy rồi làm sao làm được, làm nên nó cũng chỉ những cái chọn những cái ruộng nó thật nâu thì làm sao mà chiến thắng được, đúng không ạ? Chính vì thế mình biết rồi, Hiệp Đông Bắc có một cái máy cũng không to đâu, đâu đó 22 năm gì đó, mình đoán là bạn có cái máy đó, tất nhiên là anh em cũng chưa trao đổi gì nhiều, nhưng mà cái máy đó là nhỏ, thời điểm này là nhỏ, và nó sẽ hốt tiền của bạn nhiều hơn là nó làm ra tiền cho bạn đấy. Nhưng mà những anh em mà đã làm máy nhiều năm rồi, mạnh dạn lên tính kỹ hơn và cải tiến hơn một tí nữa, cải thiện cái độ trang bị hơn một tí nữa, ngầu lên thì mới chiến thắng được. Còn tất nhiên mình làm nhiều năm thì mình đang là chuyên gia thì mình tính thêm sẽ hơn nhiều so với cái người mà chưa làm bao giờ mà tính. Đó. Còn mình mà lại đi thấy cái chán anh nhảy ra nghề khác thì mình lại quay lại từ con số 0 thì cực kỳ là bị chậm trong cái việc là ổn định kinh tế, ổn định tài chính. Nói tài chính thì nó hơi chiều tượng, như ổn định tiền nong thu nhập là nó không ổn định. Đấy. Là anh em hết sức lưu ý cho mạnh cái chỗ đó. Mạnh rất muốn là làm sao đó để anh em, kể cả những anh em mua máy cũ máy mới, máy đồng máy tây thì cũng giống nhau hết, cũng đều là những anh em làm máy nông nghiệp, làm sao mua một cái máy về là nó phải hiệu quả. Vì là mạnh, bản thân mạnh đã trải qua rồi, không tính toán được, không có kinh nghiệm, mua có cái thì nhỏ quá, có cái thì to quá, nó chả rất hợp lý, làm rồi nó phát sinh vấn đề bắt đầu chán, nhưng mà không thể là bỏ được, mình phải cải thiện lên, mình phải tính lại. Giống người ta nói là toang ở chỗ nào thì ta phải đứng lên chỗ đó, bởi vì là tại sao mà các cụ nói toang ở chỗ nào, ngã ở chỗ nào chúng ta đứng lên chỗ đó? Bởi vì là chúng ta biết chỗ đó là ngã rồi, đó là kinh nghiệm của chúng ta, là bài học trải đời của chúng ta, mà chúng ta lại đi thôi không đi cái đường đó, không đi qua đó nữa. Thì đi đường khác ngã tiếp, lại quay lại con số 0. Đấy nên là đó là cái kinh nghiệm thôi. Thì cũng có cái nữa, nó không thể múa diều qua mắt những anh em chuyên nghiệp được. Có thể là sửa chữa thì còn đông tây, nhưng mà trong cái chuyện tính toán về đồng ruộng, về kỹ năng tính toán làm ăn thì trong cái ngành này thì tất nhiên là có nhiều anh em rất là ngon. Thế nhưng mà đặt khái chung nó là như thế. Rồi, xin chào Trúc Mai. Anh Mạnh ơi, công ty có bán dây công tơ mét máy cày của ta không? Máy cày của em là 1205. Thật ra mấy cái máy cày của ta thì mình có. Tất nhiên là không phải là mã cho, không phải là cái dây đó nguyên bản là cho máy cày là 1205. Nhưng mà mình tin là một số cái máy đời mới nó vừa, thì bạn có thể lên website phụ tùng kuta.vn, xong đó bạn vào máy B2420 hoặc là vào máy 3408 kuta,
để bạn mua cái phụ tùng đó thì được. Thì mua cái dây công tơ mét là mình tin là sẽ lắp vừa, nó cũng không quá nhiều tiền, cũng có một vài trăm nghìn thôi. Rồi, xin chào Bắc Hà Thái, em đang chạy L124, đang chạy sới mà nặng quá, tắt máy để lại thì máy yếu, như bình để lâu thì yếu bình nhưng để lâu thì nổ. À, cái này mình nghĩ là đúng là yếu bình, hoặc là cái đề của bạn lúc nó nóng lên nó kém, đề nhiều cái đề nóng lên là nó quay chậm, nhiều cái đề nó như vậy nhé. À, Bắc Hà nhé, xin chào Trọng Nguyễn, anh Mạnh cho hỏi máy cày L122 khi đạp chuyển hướng thì có tiếng cách khắc phục. Đạp chuyển hướng mà có tiếng nhà thì nó chỉ là cái trong bộ phíp hướng thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái này thì bạn chỉ cần kiểm tra nhớt hộp số, xả đáy nhớt hộp số ra hai bên bọng hướng ấy, hai bên bọng bọng của cầu sau ấy, xả ra hướng một tí thôi, xem nó có mạt không. Nếu không có mạt thì thay nhớt chạy tiếp, hoặc là nhớt bẩn quá thì thay nhớt, nhớt mà nó đục rồi ấy, nó đen rồi thì thay nhớt chạy tiếp. Chứ còn là nếu như nhớt đang còn ngon có thay nhớt chạy tiếp, không có cái cách gì đâu, làm chỉ có tốn tiền mất công. À, xin chào anh Hồ Hữu, anh Hồ Hữu thông báo rút lại rồi. Xin chào Đăng Tú, cho mình hỏi máy mình nâng ben lên cao thì nghe thấy tiếng kêu là sao vậy? Nâng ben lên cao nghe thấy tiếng kêu ấy thì bạn nâng ít thôi, bởi vì là như thế là bạn đang nâng cao, nâng cao quá thì nó bị nâng cao thì nó bị giống như quá áp ấy, quá tải hết cỡ thì nó vẫn bơm vào thì nó kêu đấy, cái đó là không nên, bởi vì nó lúc đó áp đang cao mà hạ xuống một cái điểm nào mà hạ xuống ít nhất gọi là cái hạ xuống một tí thôi nó vừa hết thì nhớ cái điểm đó lại ở cái tay nâng, lần sau nâng cứ chỉ có đến đó hoặc cử nó lại, nhớ cái điểm đó lại ở cái tay nâng, lần sau nâng cứ chỉ có đến đó hoặc cử nó lại chỉ đến đó, không đừng có nâng cao, nó kêu nó rất nhanh hỏng bơm và nóng số, nóng dầu, nóng nhất. Bạn Trọng Nguyễn nha, bạn Đăng Tú nha, xin chào Giác Nguyễn, bạn Đăng Tú nhé, xin chào Giác Nguyễn, anh cho em hỏi máy em lên phay nó cứ kêu e vậy mà em mới thay dầu thủy lực và lọc dùi lên phay nó kêu e khi mà lên phay có thể là cái tiếng nó tiếng xả, cái tiếng xả thôi, nó kêu ít thì có thể đó là tiếng xả thôi, không có gì quan trọng, quan trọng là nó vẫn nâng đều, nó vẫn nâng khỏe là được. Và còn điều quan trọng là bạn đã thay nhớt thay lọc rồi thì không có gì để phải suy nghĩ cả. Đó là tiếng xả. Có thể một cái dòng nhớt khác nó xả, nó cái dòng nhớt tùy, thế nên người ta mới sinh ra nhiều loại nhớt, cái dòng nhớt nó khác nhau, tính chất nó khác nhau, nó đặc hơn hoặc nó loãng hơn hoặc nó có cái kết cấu vật lý của nhớt nó khác nhau, hiểu thế thì nó phát ra tiếng kêu từ van thôi. Rồi, xin chào Trường Lô, máy này Kubota L122 đi số 3 sao yếu thế, có phải do côn không anh Mạnh? Em cảm ơn. Đúng là do côn, đi đúng là do côn luôn. Xin chào Nhật Ngô, đổ xăng vô trong bộ côn cũng khá hay à. Thì nó cũng chưa nó cũng chưa vấn đề gì đâu, nhưng mà không nên cứ dẫm côn, chốt cái bàn côn lại, cứ dẫm đó. Mạnh dám khẳng định với anh em là anh em có dẫm cả 5 cái lò xo cũng không hỏng, bởi vì nó nằm trong cái phạm vi đàn nhá, cứ dẫm cả 5 nó cũng không hỏng, yên tâm đi, dẫm đi là sẽ ok đó. Nhật Ngô nhé và anh em nhé, xin chào Giao Vi, em chào anh Mạnh,
máy em gạt gần tiếng mà nó cứ kêu khạt khạt là bị hỏng gì anh Mạnh ơi, máy gì anh em Mạnh mày mày đề nghị anh em là khi mà hỏi ấy, thì tốt nhất là nói máy gì, bởi vì là về nguyên lý ấy, thì đâu đó nó cũng có thể giống nhau, nhưng mà về kết cấu thì mỗi máy nó cũng sẽ có những cái đặc trưng khác nhau, thì ít nhất là anh em phải nói máy gì thì mình biết được à cái máy này nó hoạt động như thế, và nó kết cấu nó chỗ này, cái côn nó chỗ này, cái bộ số nó như thế này, bộ thủy lực bộ điện nó như thế này, thì bắt đầu nói nó mới chính xác được. Chứ nói chung chung về nguyên lý thì ví dụ như là cả cần tiến mà nó cứ kêu khạch khạch, ví dụ như là nói về máy gặt thì tiến nó kêu khạch khạch thì mày yên tâm là sẽ nói là đâu đó là từ bộ truyền từ buli hộp số buli của bơm sang trục bơm nó đang bị trượt thế này, nói như thế nó chung chung nó không đáng để anh em phải quan tâm, cũng như là không đáng hay cái lời nói cái phán bệnh nó không đáng để nói, vì nó nói nó ra nó chả được cái gì cả, nó chả đúng vì nó muôn vàn lý do. Nên là đề nghị là cố gắng nói cho mày nó là máy gì cả, đó là cái tối thiểu nhất. Đạo Vi nhá, Thái Anh tại sao em chưa làm ruộng có nước à, trong cầu trước lại có ít nước vậy anh? Chưa làm ruộng có nước mà trong cầu trước có nước thì cũng hoàn toàn bình thường, có thể là mưa nó ngấm vào, và cũng có thể là thế này, có à trong cầu trước cơ mà nhỉ, xin lỗi là mày đang nói đến côn số này. Rồi trong mà trong cầu trước lại có ít nước thì cũng có thể một điều là mưa, hoặc là nhiều lý do lắm, rồi nhớt khi mà đổ thì nó, hoặc là cái nút xả nhớt nó không kín hoặc cái gì đó thật thì nước nó ngấm vào thôi. Mạnh tin là nó có nhiều vấn đề, nhiều lý do, thì đặc biệt là các nút xả nhớt, lỗ thông hơi, đó là những thứ cần phải xem xét kỹ, xem xét rất là kỹ để mà có những cái tìm bệnh cho nó chính xác, thấy anh nhá. Rồi và câu hỏi cuối cùng của Toàn Bùi, cảm ơn chia sẻ, cảm ơn bạn đã chia sẻ những điều hay, cảm ơn Toàn Bùi rất là nhiều. Thế là chuyển sang câu hỏi tiếp theo của anh DT đi. Mạnh cho mình hỏi sao máy DC của mình khi đầu lâu ngày khởi động lại thì đi lái chỉ hoạt động được một bên, mình đã kiểm tra hết rồi mà vẫn không thể nào làm được. Đi lái hoạt động được một bên thì em đã có một cái video nói rất kỹ về cái sơ đồ mạch điện của tí lái và để kiểm tra ấy. Nếu như mà làm máy DC 70 Bluetooth, máy DC 70 thường VN, anh sờ vào hai cái công tắc lái, hai cái giờ lẻ anh lắc hướng bật điện lên, tôi không cần nổ máy, lắc hướng sờ vào, nếu nó lấy tạch tạch là điện ok, còn nếu không lấy thì anh chỉnh lại cái công tắc lái, và mày cũng đã có cái video cách chỉnh công tắc lái của máy cặp DC 70, anh xem kỹ cái đó để chỉnh nhá, xem có được không anh nhá. Còn nếu như vẫn được một bên thì tin là hệ thống bơm thủy lực van thủy lực nó đang ok đấy, vì là nó dùng chung mà anh DT nhá. Và mày cũng xin phép được dừng các cái câu đọc các câu hỏi ở đây, vì là thời gian của hôm nay thì của mỗi buổi phát trực tiếp thì có 1 tiếng thôi, nên là mày sẽ đọc những người đã gửi tin nhắn, đã gửi bình luận để mọi người biết là à mình bình luận như thế nó đã lên rồi, vì là nhiều anh em nhiều khi là không chắc là cái bình luận mình đã lên chưa. Thì của Đào Vi này, Đào Vi có cái gì nên đang giúp cái gì đây, vào số tiếng thì nó cứ kêu cật cả. À cái này thì bạn phải nói cho mình rõ là máy gì cơ. Rồi xin chào thêm đồng, xin chào Nguyễn Nhung, xin chào Ma Tám, xin chào Đăng Tú, xin chào Phương Lê Công, Thái Anh, Nguyễn Xuân Thủy, FTE,
FTA, Nguyễn Xuân Thủy có hỏi một câu này là máy 3036 em đạp chuyển hướng nó kêu khạc khạc là sao vậy? Một số các cái máy mới ấy, cái máy 3036 thì có một vài cái ấy, nó cái bộ côn nó đang cái bộ đang zip thì đạp nó sẽ có tiếng kêu, nhưng mà chỉ cần mấy chục giờ thôi, mấy chục giờ là nó sẽ êm lại, nó sẽ êm trở lại. Mạnh đã thấy rồi, không phải can thiệp một cái gì cả bạn nhé. Còn nếu nó phát kêu tiếng kêu rất là to thì liên hệ với đại lý mà nơi bán cho bạn, thì mọi người sẽ có cái cách sẽ xử lý, bởi vì mình nằm trong cái hệ thống đó, mình biết rất rõ là cách xử lý nó rất là đơn giản thôi. Mọi người sẽ đến xử lý cho bạn. Còn to thì ít khi gặp lắm, nhưng mà nhỏ nhỏ thì từ nó sẽ hết, cái kiểu nó như thế. Và Nguyễn Xuân Thủy nhá. Rồi vì là mình có tham gia một chút vào cái hệ thống của máy John Deere nên là trả lời xí xí anh em, là trả lời cái của bạn. Xin chào Công Phùng Hữu, xin chào Nguyễn Văn Hà, Nhiếp Hà, Khởi Trương Văn, xin chào Trường, xin chào Hoàng Tú, xin chào Văn Sơn Đoàn, xin chào Anh Hào, Hồng Nguyễn, Thái Nguyễn, Cần Mai, rất là nhiều, thật sự rất là nhiều luôn, rất là nhiều người. Nó đi đâu mất rồi? Lương Nguyễn này, đây, Thanh Nguyễn, Cần Mai, xin chào Văn Sơn Đoàn, xin chào Lương Nguyễn Trọng, xin chào Hùng Nguyễn, Văn Lực Vi, Trung Nguyễn, Hiệp Phạm Văn, Vĩnh Kiều Đinh, Tấn Đào, Trường Tường 9B, Thông Nguyễn, Đại Ca Tuyên, Đàn Đàn Hương Thúy, Đoàn Hưng, Phú Quỳ, Văn Trần, hôm nay rất là nhiều người mới. Trường Nguyễn, Tường 9B, Cẩm Tú, Quốc Cơ TV, Cánh Chánh Phạm, Thái Văn, Trung Nguyễn, Châu Hy, Châu 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 Thanh Nguyễn, Báo Mới Trong Ngày, Sơn Trần, Vũ Thanh Lê, Thanh Nguyễn, Được Thảo, Thắng Ghét, Thắng Ấy, xin lỗi, Thắng Ấy, Dũng Văn, Thêm Đồng và Sen Hà, Y Yêu, Tiệp Lê, Bao Giờ Lại Trả Lời Trực Tuyến Tiếp. Tất cả buổi trực tiếp đều diễn ra lúc 8:30 tối thứ năm hàng tuần. Bất cứ cái tuần nào mà anh cũng sẽ online trực tiếp. Hầu như là chưa hề bỏ một tuần nào cả. Có thể là nhiều khi tối thứ năm có những cái việc mà không thể đừng được thì mình sẽ chuyển sang tối thứ sáu, là 8:30 tối thứ năm hoặc là thứ sáu hàng tuần là sẽ có những cái buổi trực tiếp của mạnh cá nhân mạnh và anh em KT Mường để trả lời cho mọi người và kéo dài trong vòng 1 tiếng, để hy vọng là giúp được mọi người có cái nhìn cụ thể hơn về các cái lỗi máy móc cũng như là các cái vấn đề mà có thể xảy ra. Và mình sẽ đọc theo nguyên tắc là từ dưới và trả lời tất cả những cái câu hỏi có thể trả lời được một cách chân thành, để cho mọi người lấy cái đó để so sánh cũng như là tư duy để cân nhắc làm sao cho mục tiêu là cũng như là tư duy để cân nhắc làm sao cho mục tiêu là giúp cho mọi người, mong cho mọi người có thể tự sửa chữa cái máy của mình một cách suy soát đơn giản và ít tốn kém nhất. Và đó là cái hy vọng của những buổi phát trực tiếp cũng như là những cái video trên kênh KTM của mày, để cho mọi người có cái cách làm cũng như là cách sử dụng máy nó tốt hơn trong cái lĩnh vực cơ giới nông nghiệp. Và chúc cho anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và hiệu quả cao. Và xin chào Lương Nguyễn Trọng, Sen Hà. Mình xin phép là mình sẽ không trả lời tiếp các cái câu hỏi nữa, để dành để đúng nguyên tắc của những buổi phát trực tiếp và đúng nguyên tắc của những người mà đã bình luận mà chưa thể trả lời được. Thì
Nhân đây xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả anh em, những người mà yêu mến kênh KT10 Kỹ thuật máy. Chúc cho năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc, cũng như là máy móc hoạt động ổn định hơn, mang lại nhiều hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.